Trà xin mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhà Đẹp. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, đến với nội dung chương trình Nhà Đẹp kỳ này, Trinh Trà sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một chuỗi tin hấp dẫn và bổ ích cho các gia chủ và kiến trúc sư nhé. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người cũng tăng lên. Những ngôi nhà bây giờ không đơn thuần là nơi để ở mà là nơi để tôn lên sự hoàn mỹ đẳng cấp và quan trọng là sự tận hưởng cho chính chủ nhân của ngôi nhà. Nhưng muốn đáp ứng tất cả yêu cầu đó, không phải ai cũng có thể đủ chi phí để thực hiện ước mơ của mình. Nắm bắt được vấn đề đó, công ty H&P Forever, một doanh nghiệp chuyên sản xuất cửa cho các gia đình và doanh nghiệp đã ra đời. Định hướng của công ty trách nhiệm hữu hạn H&P Forever là phát triển một thương hiệu chuyên cung cấp cửa cao cấp cho tất cả các công trình, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục tiêu để hoạt động. Trong suốt 15 năm hoạt động, H&P Forever đã cho ra đời trên 6.000 mẫu mã trên thị trường. Công ty áp dụng đến 26 tấm lót bằng gỗ cứng để làm cửa gỗ trong một cánh cửa đơn. Khung cửa được làm từ tấm gỗ cứng đơn, sử dụng keo chất lượng Corsans cao cấp để liên kết mạnh mẽ các tấm ván và sử dụng nhà máy riêng của mình làm 100% chốt của lề cửa bằng gỗ. Đây là sản phẩm được phân phối độc quyền tại Việt Nam với công nghệ sấy ép hiện đại. Công ty luôn đảm bảo về nứt nẻ và co giật do thời tiết. Trong thời gian bảo hành 5 năm, nếu như gỗ bị nứt nẻ, công ty sẽ đổi mới cho quý khách hàng. Đối với những mẫu cửa có kính, sử dụng kính hai mặt, có keo, lõi đồng. Vì thế khi kính bị vỡ sẽ không gây đứt tay, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Vì các sản phẩm đều do công ty trực tiếp khai thác và sản xuất nên luôn tự tin về giá cả cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian qua, công ty cũng đã xuất khẩu cửa đi các nước trên thế giới. Đặc biệt trong năm vừa qua, công ty đã giành giải thưởng doanh nghiệp trung thực châu Á năm 2016. Việt Build là một ngày hội truyền thống, một sự kiện lớn đầy ấn tượng của ngành xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất được diễn ra tại Việt Nam. Trong những năm qua, triển lãm quốc tế Việt Build đã mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Đây là triển lãm lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, có quy mô hoành tráng, hội tụ đầy đủ các dịch vụ, sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến của ngành xây dựng, bất động sản, cùng với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Và ngày hôm nay, Trinh Trà sẽ giới thiệu đến quý vị một vài cơ hội mua sắm tại hội chợ Việt Build 2017 nhé. Với thế mạnh hai gian hàng phía cổng chính của trung tâm SECC, YouSofa đã giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm đa dạng với chất lượng tốt và giá cả cực kỳ hấp dẫn như sau. Toàn bộ sản phẩm đều được giảm giá cực kỳ sốc, kèm quà tặng cho khách hàng như gối ôm, bếp nướng du lịch tiện dụng, ghế thư giãn chỉnh điện, ghế sofa đơn. Những chiếc gối ôm chỉ có giá 49.000 đồng, tủ hộc kéo 1.290.000 đồng. Cũng trong hội chợ lần này, YouSofa ra mắt phòng chiếu phim dành cho gia đình là Home Cinema để khách hàng có cơ hội trải nghiệm cảm giác xem phim tại nhà và thư giãn với ghế xem phim chuyên dụng dành riêng cho những khách hàng có nhu cầu xem phim chất lượng cao và thư giãn tại nhà. Đặc biệt vào lúc 11 giờ sáng và 17 giờ chiều hàng ngày, YouSofa có chương trình đấu giá các sản phẩm là ghế sofa cao cấp với giá cực kỳ hấp dẫn như sofa Best SN42 giá khởi điểm 2 triệu đồng. Sofa gốc SG25 xuất khẩu Mỹ giá khởi điểm 3 triệu đồng. Đây là cơ hội chỉ có một lần để giới thiệu sản phẩm đến cho quý khách hàng. Cửa luôn là một trong những yếu tố mà các gia chủ và các kiến trúc sư thực sự quan tâm, bởi ngoài chức năng thông thường, cửa còn góp phần làm tăng tổng thể thẩm mỹ của ngôi nhà. Ngay sau đây, Trinh Trà xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một giải pháp tổng thể về cửa cao cấp, uy tín chất lượng và phù hợp nhu cầu sử dụng. Công ty cổ phần Hai Sung Sài Gòn, Hai Sung Door là đơn vị liên kết với tập đoàn Hai Sung Hàn Quốc, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp tổng thể về cửa trên thế giới. Chuyên về cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ, cửa nhựa ABS dùng trong căn hộ, cửa trượt, cửa cuốn và cửa chuyên dụng. Tất cả các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập ngoại trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Hàn Quốc tại nhà máy Hai Sung Việt Nam. Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 được chứng nhận bởi Tập đoàn Chứng nhận Quốc tế TQCSI của Australia. Sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất, thẩm mỹ cao nhất và tối ưu hóa công năng sử dụng.
Hyundai hiện là đối tác chiến lược với chủ đầu tư uy tín như FLC Group, Tân Hoàng Minh Group, nhà thầu Cotecons Group, góp phần tạo dựng thành công cho những công trình trọng điểm như Lotte Center Hà Nội, FLC Complex, nhà máy Samsung. Với sứ mệnh Hyundai cung cấp giải pháp tổng thể về cửa cao cấp, uy tín chất lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng, Hyundai luôn tự tin là thương hiệu cao cấp nhất trên thị trường, phù hợp với những dự án 5 sao có năng lực khả cung cao, thi công hoàn thiện, dịch vụ bảo hành, bảo trì hoàn hảo, thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất. Trong thời gian vừa qua, một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dành cho các gia đình đã ký hợp đồng tài trợ chiến lược có thời hạn 5 năm với Vietbill. Công ty Cẩm Thạch Sài Gòn, Sài Gòn Marble là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dành cho các gia đình như tủ bếp, tủ lavabo, bồn tắm bằng chất liệu sợi thủy tinh fiberglass và đá cẩm thạch nhân tạo Artificial Marble Stone. Đơn vị này cũng là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng vật liệu composite trong sản xuất tủ bếp, tủ lavabo với các đặc tính nổi bật thể hiện qua khả năng kháng ẩm, chống ẩm tuyệt đối, không bị mối mọt xâm hại, không bị tác động bởi môi trường hóa chất, chịu va đập tốt, hạn chế cháy và dễ dàng vệ sinh, có độ bền cao với điểm đặc biệt là được chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Gruber System USA, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và quốc tế. Và gần đây, Sài Gòn Marble đã ký hợp đồng tài trợ chiến lược có thời hạn 5 năm với Vietbill. Theo đó, hàng năm, Sài Gòn Marble tham gia hai kỳ triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp triển lãm Vietbill 2017, đơn vị giới thiệu bộ sưu tập mới mang phong cách hiện đại, độc đáo, sang trọng và tư vấn thiết kế miễn phí, cũng như dành nhiều phần quà tặng và ưu đãi giá cho khách tham quan, mua sắm tại gian hàng. Vật liệu xây dựng và nội thất là hai yếu tố luôn được các gia chủ cũng như các kiến trúc sư quan tâm. Và công ty American Home là thành viên của tập đoàn quản lý quỹ đầu tư tài chính Vina Capital từ năm 2005 với dự án trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam là việc triển khai chuỗi vật liệu xây dựng, nội thất với tên gọi là American Home Depot đã và đang mang tới cho các gia chủ và các kiến trúc sư những sản phẩm hàng hóa thực sự hài lòng. American Home Depot sẽ tạo những quy luật để cùng nhau phát triển, ổn định kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành, cùng hội nhập vào hệ thống thương mại quốc tế và cũng là nơi tập trung đầy đủ hàng hóa cho sự lựa chọn hiệu quả và tin cậy dựa vào tiêu chí, chính hãng, chất lượng, giá rẻ. Từ năm 2017, chuỗi siêu thị American Home Depot triển khai nhanh hơn song song với việc đầu tư xây dựng là nhượng quyền thương hiệu cho các franchisees đạt tiêu chuẩn. Tiếp tục kế hoạch năm 2017, hình thành 45 depot liên tục phát triển qua các năm tiếp theo nhằm đạt kế hoạch 100 depot vào cuối năm 2022 với sự gắn kết với các thương hiệu uy tín và chất lượng. American Home Depot phát triển thành thương hiệu mua sắm hiện đại theo mô hình One Stop Shop ngày càng phổ biến. Khách hàng có thể xem, chọn lựa đầy đủ hàng hóa, bao gồm hàng hóa cho phần xây thô và hàng hóa hoàn thiện công trình, cùng dịch vụ như tư vấn thiết kế kiến trúc, tư vấn lựa chọn vật tư phù hợp, tư vấn và hỗ trợ tài chính. Trong năm này, chuỗi American Home Depot cũng đang tham gia triển lãm Vietbill lần thứ 2 2017 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm SECC từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2017. Từ lòng đam mê những sản phẩm nội thất đẹp và sang trọng, Mỹ Khang đã được thành lập từ một xưởng sản xuất rất nhỏ vào những ngày đầu năm 2005. Với tiêu chí không ngừng nghiên cứu và ứng dụng mọi kỹ thuật sản xuất mới, tốt nhất cho tủ bếp và nội thất. Các sản phẩm mà Mỹ Khang đưa ra cho khách hàng luôn thật đẹp, bền chắc, luôn làm hài lòng người sử dụng. Hiện tại, Mỹ Khang là công ty hàng đầu về thiết kế và sản xuất tủ bếp, nội thất cho các khu biệt thự, căn hộ, nhà phố và một số dự án khách sạn và resort cao cấp. Một ngôi nhà đẹp không thể thiếu những không gian nội thất sang trọng. Mỹ Khang quan niệm không gian nội thất sang trọng phải là sự hòa quyện giữa một bản thiết kế tuyệt đẹp và được sản xuất tinh xảo. Đến với Vietbill tháng 9 năm 2017 này, Mỹ Khang giới thiệu hai mẫu tủ bếp được thiết kế theo phong cách Ý, tủ bếp Marcello và Valencia. Xem hàng trăm bản vẽ,
không bằng một lần trải nghiệm thực tế. Mỹ Khang tin rằng khách hàng sẽ có những trải nghiệm thú vị để tìm đúng không gian nội thất yêu thích cho ngôi nhà của mình. Trong xu hướng xây dựng gần đây, việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cũng ngày càng được các kiến trúc sư và các gia chủ ưa chuộng. Và cho tới nay, vật liệu xanh không ngừng phát triển từ vật liệu xây đến vật liệu hoàn thiện. Vật liệu xây dựng xanh bao gồm cả vật liệu xây dựng truyền thống đang có tác động tích cực đến các công trình xây dựng. Các loại vật liệu này giúp tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường hiện nay, có thể kể đến như gạch bê tông xanh, gạch không nung, sơn thân thiện môi trường, các loại ngói hoặc gạch được làm từ nguyên liệu phế thải công nghiệp hoặc nguyên liệu mới. Theo tin từ Eco Business, một trong những vật liệu tạo ra gạch bê tông xanh là chất thải vật liệu. Bê tông xanh cũng được phát triển bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất khác nhau, không gây tổn hại đến môi trường. Việc sử dụng vật liệu tái chế hoặc chất thải để sản xuất vật liệu xây dựng có thể được coi là bền vững vì chúng có thể làm giảm chi phí và nguyên vật liệu, cũng như làm giảm các bãi chôn lấp. Trên thị trường vật liệu xây dựng, những vật liệu hoàn thiện xanh có tác dụng cách âm, cách nhiệt đang nở rộ. Dựa trên điều kiện khí hậu, môi trường ở Việt Nam, nhiều loại vật liệu xanh cách nhiệt dựa trên nguyên lý khoa học về nhiệt bức xạ đã ra đời. Tiêu biểu trong đó có màn nhôm có độ phản xạ là 97% và độ phát xạ chỉ 3%, đảm bảo ngôi nhà luôn thoáng mát. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu thị trường vật liệu xanh có thể kể đến vách kính tiết kiệm năng lượng, sàn gỗ công nghiệp, ngói làm từ vỏ trấu, cửa nhựa lõi thép. Có thể điểm qua một số vật liệu xây dựng thân thiện xanh hơn bê tông đang được dùng phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay như sau. Thứ nhất là vật liệu bằng tre. Vật liệu tre có thể có vẻ không còn hợp thời, nhưng nó thực sự là một vật liệu xây dựng truyền thống có nguồn gốc ở một số vùng trên thế giới. Điều làm cho tre như một vật liệu xây dựng đầy hứa hẹn cho các tòa nhà hiện đại là sự kết hợp của sức bền, trọng lượng nhẹ và tính chất tái tạo nhanh chóng. Tấm bê tông thực vật. Tấm bê tông được dùng để lát sàn lối đi bộ, vỉa hè trong những công trình cho phép cỏ hoặc các hệ thực vật phát triển. Mặc dù điều này mang lại lợi ích của việc giảm sử dụng bê tông tổng thể, nhưng cũng có một đặc tính quan trọng khác là cải thiện sự hấp thụ và thoát nước mưa. Đất nền đã được sử dụng trong xây dựng trong hàng ngàn năm qua và sẽ được tiếp tục sử dụng lâu dài. Các tòa nhà được xây bằng đất theo phương pháp hiện đại, an toàn hơn khi sử dụng thêm các thanh cốt thép hoặc tre. Đến với nội dung cuối cùng của Nhà đẹp ngày hôm nay, Trinh Trà xin mời quý vị cùng tìm hiểu về các mẫu đèn trang trí phòng khách được ưa chuộng nhất năm 2017 nhé. Thứ nhất, đèn chùm. Đèn chùm trang trí phòng khách là loại đèn đang được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến hiện nay. Có rất nhiều loại đèn có kiểu dáng, kích thước và độ chiếu sáng khác nhau. Mỗi loại phù hợp với một phong cách thiết kế nội thất, tùy vào không gian, màu sắc của căn nhà bạn. Đèn chùm có bóng bằng thủy tinh, được thiết kế rắn chắc, thích hợp trang trí phòng khách, làm cho căn nhà của bạn trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Thứ hai, đèn sàn. Đây là mẫu đèn trang trí phòng khách, cũng đang được nhiều gia chủ lựa chọn. Đèn sàn này với thiết kế rọi vào các bức tranh, các chi tiết cần làm nổi bật trong căn phòng. Đèn sàn là thiết bị trang trí, vừa tạo được tính thẩm mỹ, vừa tăng thêm sự hấp dẫn và nét đẹp tinh tế cho phòng khách nhà bạn. Thứ ba, đèn ốp trần, ốp tường. Mẫu đèn trang trí này là một trong những mẫu đèn xuất hiện ở hầu hết các mô hình thiết kế nhà ở. Đèn ốp trần, đèn ốp tường giúp tiết kiệm không gian nhà ở, tạo được không gian thoáng đãng và thoải mái hơn cho gia chủ. Đây là loại đèn mang lại sự đơn giản nhưng đầy phong cách cho căn phòng khách của bạn. Thứ tư, đèn để bàn. Ngoài những loại đèn trên thì đèn để bàn cũng một phần tôn thêm vẻ đẹp cho căn nhà bạn. Là một người bạn luôn gắn bó với bạn suốt đêm để hoàn thành công việc, học tập. Đèn bàn có ánh sáng khác những loại đèn khác. Ánh sáng của đèn bàn phải vừa đủ, không quá chói gây ảnh hưởng tới mắt. Đồng thời, đèn còn thể hiện tính cách cũng như phong cách thông qua góc học tập, làm việc của bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn kỹ và nâng niu chúng nhé. Thứ năm, đèn thả. Đây là loại đèn đang rất được ưa chuộng tại thị trường nội thất Việt Nam. Đèn mang một phong cách uyển chuyển, lại rất tinh tế nhẹ nhàng, lại đa dạng chủng loại, nên thích hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau.
ánh sáng đèn khuếch tán đi xa, lung linh sang trọng nên thường được chọn làm đèn trang trí phòng khách. Ngoài ra, còn có nhiều loại thích hợp treo ở phòng ăn rất hiện đại, làm cho bữa cơm gia đình trở nên đầm ấm hơn. Đến đây thì chương trình Nhà đẹp xin được kết thúc. Trinh Trà xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.